Thưa quý vị, hai tuần qua có thể nói là hai tuần mất ăn, mất ngủ với rất nhiều lo âu khi tính mạng và tài sản bị đe dọa, khi khu vực miền Trung phải đối mặt với mưa lũ lịch sử. Đối với thiên tai thì người ta chỉ tính bằng giờ, bằng phút, thì với khoảng thời gian 14 ngày đã quá sức chịu đựng của con người, của cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai và của chính mảnh đất với biệt danh sáng chắn bão rồng, chiều ngăn nắng lửa này. Và trong phần đầu của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại các hình thế thiên tai liên tiếp trong thời gian ngắn vừa qua đã gây ra mưa lũ lịch sử. Đợt mưa lớn bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 tại các tỉnh miền Trung với sự xuất hiện của vùng thấp ngay gần bờ. Mưa lớn và cấp tập trên một diện rộng, tập trung từ Phú Yên ra đến Quảng Bình. Vùng thấp di chuyển chậm, hoạt động ngay vùng bờ nên hơi nước từ biển liên tục được bổ sung gây mưa kéo dài. Liên tiếp ngay sau đó cứ cách 3 đến 4 ngày lại xuất hiện những yếu tố cực đoan đến từ biển là bão số 6, số 7 và số 8. Trong vòng 2 tuần qua mà số lượng bão và áp thấp như trên là quá dày đặc, mang yếu tố cực đoan của thiên tai và gây ra đợt mưa lũ lịch sử tại nhiều con sông ở miền Trung. Bên cạnh đó là sự hoạt động mạnh của giải hội tụ nhiệt đới, hội tụ của hai đới gió Đông Bắc và Tây Nam nối từ vịnh Bengal vắt qua miền Trung Việt Nam và tới Philippines. Khu vực tồn tại giải hội tụ nhiệt đới thường xuyên duy trì mây đối lưu phát triển gây mưa rông. Khi có thêm thành phần gió đông hoạt động mạnh, lượng ẩm tích tụ càng tăng, đồng nghĩa mây đối lưu phát triển càng mạnh và mưa rông sẽ nhiều hơn, cường độ lớn và kéo dài. Các đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống liên tục được bổ sung, cùng với gió đông đưa ẩm vào tạo thành những khối ẩm rất lớn từ mặt đất lên tới độ cao 5.000m và điều đặc biệt đều tập trung ở miền Trung. Gặp địa hình dãy Trường Sơn với gió đông bắc thổi xuống bị tràn lại gây mưa cho miền Trung nhiều hơn, lũ lụt kéo dài. Một nguyên nhân sâu xa khác theo cơ quan khí tượng là tác động của La Nina xuất hiện từ tháng 7 và dự báo kéo dài đến đầu năm 2021. Trong những năm có La Nina, số lượng bão trên biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều hơn trung bình. Mùa bão cũng kết thúc muộn hơn và thời tiết cũng dị thường hơn. Thưa quý vị, lũ ngập tới nóc nhà không còn lạ gì với người dân miền Trung. Nhưng trong đợt này, người dân vẫn trở tay không kịp vì lũ lên quá nhanh, chỉ kịp di dời những tài sản có giá trị lên cao. Thậm chí có những nơi người dân không kịp sơ tán phải leo lên nóc nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu. Vâng, và liên tiếp những đêm vừa qua, nước lũ lớn tràn về khiến cho nhiều người dân đứng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi lũ đã tràn vào nhà. Các mốc lũ lịch sử trên nhiều con sông đã được ghi lại. Lũ ngập tới nóc nhà không còn lạ gì với người dân miền Trung. Nhưng trong đợt này, người dân vẫn trở tay không kịp vì lũ lên quá nhanh, chỉ kịp di dời những tài sản có giá trị lên cao. Thậm chí có những nơi người dân không kịp sơ tán, phải leo lên nóc nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu. Liên tiếp những đêm vừa qua, nước lũ lớn tràn về khiến nhiều người dân đứng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi lũ đã tràn vào nhà. Các mốc lũ lịch sử trên nhiều con sông đã được ghi lại. Trên sông Thạch Hãn, Thị và Kiến Giang, Quảng Bình đều đã vượt các cái mốc lịch sử, lũ lịch sử trước đây. Đây cũng là một cái điều rất đáng lưu ý, mà cho thấy rằng là cái tác động của biến đổi khí hậu làm cho những cái nguy cơ thiên tai về mức độ khắc nghiệt hoàn toàn mới. Hiện mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Lũ đã vượt mốc lịch sử năm 1979 và 1999. Mưa đặc biệt lớn và kéo dài liên tục, có nơi mưa 800mm một ngày. Tổng lượng mưa trên 3.000mm một đợt là lượng mưa kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Mưa lũ lần này thì nó được xem như là cái nguyên nhân tổng hợp của các hình thế thiên tai điển hình gây ra cho khu vực miền Trung. Đó là tổ hợp tương tác của các hệ thống. Thứ nhất là bão áp thấp nhiệt đới, thứ hai là không khí lạnh, thứ ba là cái giải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Trung Trung Bộ, và thứ tư đó là cái hoạt động của nhiễu động gió đông trên cao, và thứ năm là cái hệ thống địa hình của khu vực Trung rất thuận lợi cho cái hội tụ ẩm và gây ra những cái đối lưu tạo nên cái đợt mưa lớn diện rộng và gây lũ ngập lụt như trong cái thời gian vừa qua. Dù lũ trên các sông đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng trong đêm ngày 19 và ngày 20 tháng 10, Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn là tâm mưa lớn nên người dân và chính quyền địa phương cần đặc biệt lưu ý. Ngoài ra, sau 2 tuần mưa liên tục, đất đai ngấm no nước, bão hòa nên rất dễ xảy ra các vụ sạt lở đất.
Khu vực miền Trung sẽ có khoảng 2-3 ngày nghỉ ngơi trước khi cơn bão số 8 đang trên đường hướng vào nước ta và dự kiến đổ bộ vào cuối tuần này. Cũng như theo phân tích mới nhất của chúng tôi, thì khả năng cao cái cơn bão này sẽ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Trung Bộ, và thời điểm mà bão vào Biển Đông sẽ là khoảng ngày 21 tháng 10, và sau đó khoảng độ 2-3 ngày sau thì bão sẽ tiến về các tỉnh miền Trung, và khoảng đến cuối tuần tới, cuối tuần này chúng ta sẽ ghi nhận được một cái cơn bão có khả năng đổ bộ vào các tỉnh Trung Bộ. Theo các chuyên gia, khi trạng thái khí quyển chuyển sang pha La Nina thì ở phía Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, xảy ra mưa lũ và bão lụt nhiều hơn bình thường. Minh chứng cũng đã được thể hiện rõ ràng trong năm 2017 khi ghi nhận số lượng bão áp thấp nhiệt đới kỷ lục trên Biển Đông lên đến 16 cơn, trong đó có những cơn rất mạnh gây thiệt hại lớn. Nếu có sự kết hợp của La Nina thì có khả năng nó sẽ có thể làm tăng cái lượng mưa, cường độ của La Nina có giảm tới 0,5 thì khả năng lượng mưa tăng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ nay đến giữa tháng 11 năm 2020 vẫn là giai đoạn mùa lũ ở khu vực miền Trung, do đó tình trạng mưa lũ vẫn còn khả năng kéo dài với tác động của La Nina. Trong 2 tháng tới, sẽ có từ 2-3 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Thưa quý vị, mưa lũ khiến quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh bị sạt lở ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại. Tuyến quốc lộ 1 Bắc Nam qua tỉnh Hà Tĩnh vẫn tê liệt sau mưa lũ. Ngay đoạn đầu đường tránh thành phố Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường bộ phải ứng trực phân luồng giao thông, đặt biển cấm xe. Hiện các tuyến đường thành phố Hà Tĩnh, nhất là quốc lộ 1 cũ đã bị ngập sâu nên xe cộ cũng không thể qua lại. Tại Quảng Bình, các tuyến quốc lộ đều xảy ra tình trạng ngập sâu từ 40cm đến 1m ở nhiều điểm khác nhau. Vì vậy, các phương tiện nên hạn chế lưu thông qua địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn km 991, km 992 ngập 0,5m, quốc lộ 1 qua Lệ Thủy ngập sâu gần 1m, đường tránh lũ Nam Cầu Quán Hầu cũng bị ngập cục bộ tại điểm cầu tràn với mức nước hiện tại là khoảng 0,6m. Phía Bắc cầu Danh có điểm ngập 0,5m, các tuyến nhánh như quốc lộ 12, quốc lộ 9B cũng xảy ra ngập ở một số điểm. Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Trị có nơi ngập sâu 1-2m, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, hướng dẫn phương tiện di chuyển qua nhiều tuyến đường vòng, tránh những nơi ngập nặng. Tại trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, người dân phải sử dụng ghe di chuyển trong thành phố. Hiện tại, Cục Quản lý Đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng từ xa, đồng thời đặt biển cấm xe lưu thông ở các vị trí ngập sâu. Để đảm bảo an toàn, người dân được khuyến cáo nên tạm dừng di chuyển qua các khu vực ngập nước.